Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ nói về nguyên lý cái hoạt động của cái bơm cao áp này các bạn. Có một số bạn bơm bị hỏng ấy, không biết sửa. Thì hôm nay mình sẽ nói hết nguyên lý hoạt động của cái bơm này cho các bạn. Nếu mà bơm bị hỏng ấy, cho biết cách sửa. Rất là đơn giản luôn các bạn. Đây là mình đã tháo hết cái bơm của mình ra rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nói nguyên lý hoạt động của nó nhé. Đầu tiên là các bạn cái tay bơm đây đúng không? Ở trong này có một cái viên bi ở trong này các bạn. Nó có tác dụng là đóng khí và lấy khí. Lấy hơi đi các bạn. Thứ hai là cái lúc mình kéo cái bơm này lên đi, cái tay bơm này lên ấy, là đồng thời là cái ti này cũng kéo cái ống tay bơm này bắt đầu lên trên này các bạn. Cái ti này cũng bắt đầu lên này, đồng thời là xảy ra hai quá trình lấy khí nha các bạn. Lấy khí ở cái buồng ngoài cùng này và cái ở bên ở cái buồng trong cùng này các bạn, ở đầu ti này, và một quá trình nén khí các bạn. Khi cái lúc mình kéo lên ấy, kéo này lên thì cái piston này cũng bắt đầu kéo từ cái này lên, thì là nó đang nén khí vào cái, thì tức là cái này piston này đang lấy khí để nén vào cái buồng trong cùng này. Đấy là nó khi mình kéo bơm lên thì nó xảy ra hai quá trình là như vậy. Hai quá trình là lấy khí, một quá trình nén khí. Khi mình đẩy cái tay bơm xuống như này các bạn, thì nó xảy ra một ra quá trình là bắt đầu cái ti bơm này bắt đầu nó đẩy đẩy sâu xuống. Đây là quá trình nén khí, bắt đầu nạp khí qua cái van một chiều ở dưới này đấy các bạn. Xong rồi cái ống bơm bên ngoài cùng này cũng sẽ là nạp khí vào trong cái buồng này các bạn. Khi mình kéo lên ấy, thì nó xảy ra hai quá trình lấy khí và một quá trình nén khí. Xong rồi khi các bạn đẩy xuống thì nó xảy ra hai quá trình nén khí và một quá trình lấy khí các bạn. Thì như này, thì trong các quá trình như thế này cái ti này hoạt động để lấy khí này. Đây nó sẽ hoạt động